Xin chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh chuyên cung cấp các sản phẩm về radio cassette. Trước mắt quý vị và các bạn là chiếc sáp QT7DX màu vàng rất là bắt mắt ạ. Sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em nó. Nói về sáp QT7 thì 7DX thì cái phần mạ nhôm như này thì rất hay là bị gọi là bong chóc. Đấy. Tuy nhiên thì trước này thì còn tương đối là đẹp. Đấy. Quý vị chúng ta quan sát. Đấy. Riêng chỉ phần núm nút thì nó có hơi bị chấm chấm đen một chút, nhưng mà tổng thể thì nhìn rất là đẹp. Nhìn những đồ vật xưa ấy thì chúng ta quan sát từ xa, chứ không ai ghé sát tận nơi như này để nhìn để ngắm. Đấy, nên là khi ở góc độ như thế này, chúng ta nhìn xa này thì sản phẩm rất là đẹp luôn. Đấy. Đây. Viền loa thì cũng còn tương đối là đẹp đây. Tuy nhiên là cũng có những cái vết xước sát theo năm tháng. Đấy. Màu vàng thì nó rất là nổi trội hơn là màu đỏ, hiếm hơn màu đỏ. Đấy, quý vị các bạn ạ. Đấy, bên này cũng vậy. Đấy, chúng ta quan sát đây. Nó cũng có những dấu vết của thời gian, chứ còn nói là đẹp xuất sắc không tì vết thì em không dám nói như vậy. Đây, chúng ta quan sát đây. Đấy. Có vết cấn đây, nhưng mà để xa như thế này thì anh em yên tâm, nhìn nhìn xa chứ không ai nhìn gần. Đấy. Đúng không? Nhìn như thế này thì rất là đẹp luôn. Đấy. Ở trong clip như nào thì ở ngoài nó đúng như thế luôn. Đấy. Sáp QT7DX thì dùng adapter 9V. Đấy. Ở đây thì shop đang dùng adapter ngoài, adapter đảo cực đa năng, còn adapter zin thì không có, rất ít có còn có adapter zin. Thông báo đến anh em luôn, giá của sản phẩm là 5 triệu cộng phí ship anh em nhé. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ với cửa hàng qua hai số điện thoại 0979206555 và 0914274555. Đấy. Bên em thì giao hàng toàn quốc. Anh em kết nối với Zalo qua hai số điện thoại thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết của sản phẩm để anh em chúng ta đánh giá. Anh em một lần nữa quan sát kỹ nhé. Sản phẩm còn mới khoảng 85-90%. Đấy. Theo như đánh giá của em là như vậy. Sau đây thì mời quý vị các bạn nghe chiếc sáp QT7 thể hiện. Các khu vực trong tỉnh sẽ tiếp tục đón một đợt nắng nóng, đặc biệt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ có thể lên tới 39 độ C. Anh em quan tâm thì kết nối với em nhé. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh em yêu Radio Cassette Cổ đã theo dõi video clip. Anh em quan tâm và ủng hộ em thì cho em xin một nút đăng ký kênh nhé để cập nhật những sản phẩm mới. Một lần nữa xin cảm ơn.